Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chụp những con chim đuôi cụt bụng đỏ. Đây là một loài chim nó rất là hiếm. Nó là loài chim di cư nên là nó sẽ về theo mùa, rất là hiếm. Không phải lúc nào nó cũng ở đây nên là hôm nay mọi người đang đến đây chụp rất là đông. Đó, hình như là con chim nó đã về rồi đấy. Về chỗ gần tổ của nó nên mọi người đang tập trung tất ở đây để chuẩn bị chụp ảnh con chim. Loài chim này rất là đẹp các bạn ạ. Rất là hiếm hiếm khi về, nó chỉ về vào mùa sinh sản thôi. Còn sinh sản xong cái là từ tháng 9 tháng 10 là nó lại bay đi. Ok, để lát mình sẽ lại quay và chụp cho các bạn cùng xem nhá. Oh,